Đây là câu đối chữ. Một con cọp từ từ thích nghi với môi trường sống mới thì gọi là gì? Một con cọp từ từ. Câu đầu tiên người ta thấy mệt mỏi ha. Cọp ủng hộ đó. Dạ. Dần. Là dần quen đi. Lên. Dần quen, dần quen, dần á. Dần. À, dần quen. Đơn giản thôi, không có gì phải suy nghĩ sâu xa. Hai con cọp đi với nhau thì gọi là gì? Hai con cọp đi với nhau gọi là xong. Như dễ là xong dần. Không, chính xác. Không dễ đâu. Không dễ vậy đâu. Nó phải là ai đi. Biết à? Dần dần. Dần dần. Lên thi đi. Lại tiếp tục câu đối chữ. Con cọp không đẹp gọi là gì? Xấu dần. Lên. Thường gian tặng Nhã Phương một trái chanh thần nhưng chỉ mong nhận lại điều đơn giản gì? Trái chanh thần là quá chấn dễ. Thương hài. Trái chanh thần là chấn thương hài. Ủa nó trù tôi hả? Trái chanh thần là chảnh thai. Chảnh. Trái chanh thần. Chanh thần là chân. Chân thành. Ờ. Nó nói tôi chấn thương rồi chánh thai. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Mùa nào mọi người dễ có cơ hội tăng thêm tài sản. Lại một câu đối chữ. Tài sản lộc là. Phân tích về mùa đã. Mùa xuân hạ thu đông thì có mùa xuân có Tết mùa. Dễ không mọi người? Đây biết rồi. Dạ. Quá dễ. Hết giờ đó, hết mùa, giờ đó. Mùa trái cây mùa xuân. Không chính xác. Mùa gì ạ? Mùa thu. Thu là thu hoạch, thu vô thu về. Đây là đố chữ mà tự nhiên mùa. Con rung quá, con nhìn chú con rung. Để khỏi nhìn đi. Che gì nửa mặn nửa ngọt. Này đố kiến thức đàng hoàng. À, nửa mặn nửa ngọt. Chè trôi nước. Chè trôi nước là chè ngọt mà. Nước lèo của nó ngọt nhưng mà cái nhân của nó không, chè trôi nước là nhân ngọt nhưng mà có chè nước mặn. Không, chính xác. Chú ơi, chè thịt heo phải không? Đúng rồi, chè heo quay đó. Chè thịt heo. Ủa, chè thịt heo lần đầu tiên nghe luôn á. Nó là bỏ thịt heo vô chè xong rồi nấu với nước đường luôn á. Ủa, sao người trên mạng mà không biết gì vậy? Con người trên mạng chứ con. Bột lọc heo quay. Món đặc sản của Huế đó. Bên ngoài bọc lọc nước ngọt nhưng mà cái cục thịt là cục thịt heo quấy. Nam rapper nào thích sống đẹp như là hoa hậu? Đố lời bài hát. Đêm vâu. Lên. Hình tôi bỏ ra. Các bài gì ạ? Mang tiền về cho mẹ. Sống phải đẹp như là hoa hậu. Đọc một câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ có hai con vật. Quá dễ luôn, cái này dễ mà ta. Chậm như rùa đi ạ. Không chính xác. Ai biết à? Ví dụ như là chó treo thì giống. À, chó treo mèo đợi. Đúng rồi, ví dụ vậy. Vì sao khi đọc sách chúng ta phải để dọc? Đố chữ. Để dọc ạ? À? Sách dọc là. Đố chữ. Vì sao đọc sách chúng ta phải để dọc? Hết giờ. Ai biết? Đọc dễ ạ. Đúng rồi, để dọc đọc dễ hoặc là dễ đọc. Để dọc. Xin rất cố gắng. Mang về hai đáp án liên tiếp, chúc mừng. Hai đáp án liên tiếp thì chịu nổi đạt ca đâu, đạt ca ghê lắm. Trời, đạt ca ghê gớm. Quỷ quyệt lắm, mưu mô lắm. Thưa quý vị thân mến, như vậy là xin rất cố gắng. Có nhiều các bạn ấy biết nhưng mà nhất thời thì nhớ không được. Chúng ta gặp gỡ lại đạt ca. Cảm ơn, xin chào mọi người. Đối thủ nặng ký. Đối thủ nặng ký. Gì? Cả nghe bóng và nghe đen đó. Đúng vậy. Hai đáp án quá dễ. Ủa? Có hai đâu hả? Thôi bớt coi thường người khác đi. Lên đi. Cố lên ơi. Ủa đạt ca ơi, vậy là em nghĩ là em sẽ đạt được bao nhiêu câu? Em, người ta nói em to con nên em thích số 10 lắm chị. Nó cũng số 1 rồi, em là số 0 đó. Ok, chị chúc em may mắn. Có cần đổi người đọc câu hỏi không? Dạ, sao không được. Đó, thi cho anh. Nhìn mắt người ta đi.
Đạt ca đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ nha. Một con cọp từ từ thích nghi với môi trường sống mới thì gọi là gì? Một con cọp từ từ thích nghi với một cái môi trường sống mới. Đố chữ. Đố chữ. Đố chữ, đố chữ. Đừng có nhìn vậy đó. Dễ mà. Là cọp. Con cọp đi vào sở thú á. Con thích đi. Con cọp đi vào sở thú hả? Ừ, gì? Sở thú gì? Mình không có nói sở thú gì hết. Mình chỉ nói là vậy thôi. Một cọp con cọp. Con thích đi. Là từ từ thích nghi với cuộc sống mới là nó lớn lên đó. Vậy thì nó vậy đi. Em phải một à vậy là cái con vậy thì nó vậy thì. Ok, không chính xác. Nhục quá nè. Con cọp là bình thường nói là người ta nói là dần. Dần. Thích nghi thì mình nói là sao? Thích nghi. Quen. Dần quen. Đáp án là dần quen. Ủa vậy đó hả? Vậy đó. Vậy đó. Vậy đó. Người ta trả lời được đó. Hai câu nhưng mà người ta trả lời được đó. Chết rồi, chết rồi. Không được rồi. Y chang vậy đó nha. Hai con cọp đi với nhau thì gọi là gì? Dần dần. Chính xác. Con cọp không đẹp gọi là gì? Con cọp không có đẹp. Ê ê ê ê ê. Không được nha. Con cọp không đẹp gọi là con cọp xấu. Đúng rồi. Thiệt chứ. Đúng rồi. Cần gà ghê luôn á. Thì đáp án là gì? Là dần xấu. Xấu dần. Chính xác. Ủa, nhưng mà câu này mình trả lời là xấu hổ đúng không ta? Xấu hổ đó là cảm xúc rồi em. Ủa vậy hả? Đừng nói nữa. Để tập trung nào. Anh sắp vượt qua số 2 rồi. Em đã đặt được 2 câu rồi nha. Thêm 1 câu nữa là em thắng đó. Rồi. Trường Giang tặng Nhã Phương một trái chanh thần, nhưng chỉ mong nhận lại điều đơn giản gì? Đố chữ. Trái chanh thần. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Chân thành. Chính xác. Wow, 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 wow. Ôi đâu vậy? Ủa suy nghĩ đâu vậy? Mấy giờ? Thôi chị đứng đây luôn đi. Mấy giờ chị xin? Lên rồi. Chị xin à? Chị xin. Mấy giờ? Câu hỏi tiếp theo. Mùa nào mọi người dễ có cơ hội tăng thêm tài sản? Đố chữ. À, mùa gì? Em biết mùa gì, mùa gì, mùa gì? Có 4 mùa nè, mùa xuân. À, mùa xuân. Đáp án là tăng thêm tài sản hả? Mùa. Ê, liệt kê ra em biết mùa gì em liệt kê ra trước rồi em suy nghĩ, suy nghĩ. Mùa xuân, nghĩ. Mùa thu, mùa đông. Mùa lúa. Mùa lúa. Mùa lúa là thêm tài sản hả? Đây là câu đố chữ rồi, không chính xác. Hồi nãy em nhắc rồi. Hồi nãy em nói là mùa thu đó. Ồ vậy hả? Ờ. Mùa thu là gì? Mùa thu nghĩa là gì? Là thu hoạch. Đúng rồi. Ủa em đâu có nghĩa vậy chứ. Hồi nãy em nói là mùa xuân, thu mùa thu, mùa thơ, mùa đông em nói xong rồi thì em bỏ luôn. Trời ơi tôi viết nhạc thì mùa thu không đó trời. Chiều thu hỏa bóng nàng rồi đó. Vậy, chiều thu hỏa bóng em nữa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chè gì nửa mặn nửa ngọt? Chè gì nửa mặn nửa ngọt? Ở dưới Tân Châu làm gì có. Chè gì mà nửa mặn nửa ngọt vậy? Cái chè gì? Chè thập cẩm ấy. Em biết chè gì? Chè loại gì? Chè muối đường đi. Chè muối đường đi. Chè muối đường ok. Là bác là chè heo quay hoặc là chè đậu xanh hột vịt. Có cái đó nữa hả? Như vậy. Có chè heo quay nữa hả? Có. Năm rapper nào thích sống đẹp như là hoa hậu? Đố lời bài hát. Anh rapper nào thích sống đẹp như hoa hậu? Anh Binzy. Chị không chính xác. Đáp án là Đen Bâu. Trong cái lời mang tiền cho mẹ là sống phải đẹp như là hoa hậu. Đó có lời như vậy. Câu hỏi tiếp theo. Đọc một câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ có hai con vật. Hai con vật khác nhau hả? Vâng. À, khỉ ho cò gáy. Chính xác. Vì sao khi đọc sách chúng ta phải để dọc? Để dọc hả? Ừ. Để đố ngang chữ, sách. Đố chữ. Lanh lắm. Tại vì tại sao khi đọc sách chúng ta phải để dọc? Đố chữ. Đọc dễ. Đúng rồi. Rồi và bây giờ hết giờ. Kính thưa quý vị, như vậy là Đạt Ca đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4.
xem đồng thời trên Vion.